lựa chọn thời điểm gieo giống để ấn định cái thời gian mà cây ra hoa thì để mà xuống giống, thì đó là một yếu tố rất quan trọng. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người một cái mô hình trồng dưa lưới TL3. Đây là cái giống dưa TL3 của mình đang làm trong cái farm này. Và cái giống dưa này á sẽ có cái thời gian sinh trưởng và phát triển trong vòng khoảng 75 đến 78 ngày là có thể cho thu hoạch tùy vào thời điều kiện thời tiết. Trong bao cái mùa thu đông này thì tùy thuộc vào cái cường độ ánh sáng, những lưu ý cơ bản trong cái quá trình chúng tôi thiết kế chúng tôi làm cái vườn farm này thì nhưng mọi người thấy bây giờ đấy là cái thời điểm mà đã bắt đầu ra những cái lửa hoa đực để bắt đầu cho một cái mùa hoa. Nếu thời điểm ra hoa này mà lưa cường độ mà ánh sáng quá yếu hoặc là quá nắng, nhưng mà đặc biệt là quá yếu, thì nó sẽ gây những cái khó khăn rất lớn cho quá trình thụ phấn của hoa. Thì đối với mọi người biết thì đối với trên các cái dòng cây hoa này, hoa của dòng lượng tính này á, thì cái dòng hoa này thì mọi người sẽ thấy đấy là những cây hoa đực. Cây hoa đực này thì sẽ được có khi mà trong những điều kiện mà thời tiết mà nó quá ít nắng thì cây hoa nó cũng khả năng nở của nó cũng rất là yếu, cũng như là khi mà những cây hoa mà nó có thời điểm mà nắng lớn quá thì nó cũng rất là khó. Cho nên đấy là cái thời điểm mà chọn thời điểm gieo giống nó rất quan trọng, bà con nên lưu ý trong cái quá trình làm thì lựa chọn thời điểm gieo giống để ấn định cái thời gian mà cây ra hoa thì để mà xuống giống, thì đó là một yếu tố rất quan trọng để chúng ta có thể có một cái mùa dưa cho nó thành công trong thời kỳ thụ phấn. Mà trong thực tế cũng đã từng thấy là những cái trà dưa mà không đã ra hoa nhưng gần như là không thụ phấn thành công, hoặc là những trà hoa mà ra chỉ có hoa đực là chủ yếu, gần như không có hoa cái, hoặc nó sẽ không có ra treo như thế này, mọi người sẽ không có ra treo thì nó rất là khó khăn. Thì đó cũng là những cái nét lưu ý trong quá trình làm dưa. Và những cái kỹ thuật về tưới, về chăm sóc, về phòng trừ dịch bệnh hại cho cái dưa lưới, mọi người có thể liên lạc qua cái website, qua cái kênh liên kết của hợp tác xã công nghệ cao Đông Thịnh, chúng tôi sẽ tư vấn cho mọi người qua số điện thoại 0972908036. Mọi sự tư vấn sẽ được tư vấn hết miễn phí nhé. Xin cảm ơn.